Chào các bạn nhé, ở video trước thì mình đã lưu lại cái phần thuộc tính của sản phẩm. Thì hôm nay mình sẽ sâu ra các thuộc tính của sản phẩm ở bên C3 này để bắt đầu mình sẽ dần dần hoàn thiện những cái phần này để mình bắt đầu làm tính năng lọc, tìm kiếm và bắt đầu mua hàng cũng như là hoàn thiện cái phần giá trị ở trong trang chi tiết sản phẩm và trong admin. Thì đầu tiên thì các bạn mở cái file Product Controller này, các bạn sẽ lấy ra cái thuộc tính này bằng attribute. Group. Không cần đâu. Đây các bạn lấy cả cũng được. Đấy mình sẽ đi này. Ở đây các bạn nhớ yêu cái model của cái attribute vào được. Đấy. Nhìn sai. Đây mình đâm ra này. Đây mình có 6 giá trị. Ở đây trước khi ấy thì mình sẽ phải đồng bộ lại một chút. Ở đây có nghĩa là mình sẽ nhóm lại những cái key, những cái thai vào một một nhóm. Thì ở đây mình chỉ cần dùng qua một cái này chút. Tua đây cho mình bảng này. Đấy. Thế đây mình sẽ có là group attribute bằng một mảng. Ở đây mình sẽ add nó là về theo cái key tương ứng. Key ở đây của mình sẽ là value attribute. Không add. Key của mình ở đây sẽ là cái attribute type. Đấy. Bằng một cái này. Và mình sẽ đi tương thằng này. Đấy thì ở đây mình sẽ có là attribute có s bằng z đồng đây. Đấy mình sẽ có một viên view data bằng này. Ok. Và ở đây mình sẽ truyền view data sang. Tiếp theo thì là ở bên trang product, bạn mở cái trang product lên đây. Và ở đây mình có include cái sidebar của nó đây này. Sidebar của nó là chính là nằm chính là cái thằng này này, thằng INC sidebar này. Trong này. Thì ở đây mình sẽ for x cái thuộc tính ra. À, đầu tiên mình sẽ để vẫn để một cái thuộc tính đây để mình sẽ hiển thị cái phần khác nữa. Mình sẽ ngắt mấy. Đấy, mình sẽ đi vẫn để một cái. Ở đây mình sẽ void này, if này. Để đầu tiên mình kiểm tra xem nó tồn tại không đã. Còn là attribute này, and if này. Sau đó mình sẽ void ra. Gọi để đi cái item đó này. Đấy, một cái item này nó sẽ là một cái từ từ. Mình thử để đi cái attribute này xem nào. Ở đây nó gồm hai mảng. À, đây mình làm SI. Đây, đây các bạn thêm một cái
mạng nữa để nó nhóm nhóm những cái group lại vào với nhau. Đấy, ở đây thì các bạn sẽ phải void ra hai lần này. Đấy, đầu tiên là void trong này attribute này. Trong attribute thì ở đây đến đây thì mình sẽ add thằng item này vào. Đây đến đây ở đây thì mình sẽ cho cái key này, nhưng mà thằng này nó sẽ là cái key này. Ở đây cái key này ứng với những con số này, key này đấy, thì ở trong này tiếp tục mình sẽ for nó ra này. Giờ mình bắt đầu với for cái attribute ra. Add cái này item endpoint. Ở đây item là thằng này đây, thằng này nó chỉ là name. Attribute à, attribute name và attribute ID. Đấy. Đấy, về 1212 đây có nghĩa là những cái tên ở trong ga admin của mình. Đấy. 1212 có nghĩa là nó ứng với cái tên này này, cái thai này này. Thì làm sao để nó ấy được, nó chuyển về cái tên được. Thì ở đây mình sửa lại một chút, ở trong cái chỗ này mình ghét ra luôn này. Ở đây mình sẽ không tua đây nữa. Đấy. Đến chỗ này này. Ở đây mình đi đi cái attribute này. Xem nó là gì này. Ở đây thì này đến đây nó là đến đây đúng không? Ở đây 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 mình sẽ chọn tiếp tới hàm get thai và truyền cái attribute, chọn tới attribute thai lấy giá trị name. Đấy, vậy là ở đây mình sẽ lấy như thế này. Đến cái thằng này thì mình bắt đầu với SV2 đây. Đấy. Thương hiệu. Đang trên ATT. Bạn đấy, em sẽ lại đây đấy. Mình sẽ xử lý ngắn gọn như vậy. Đấy, các bạn nhìn thấy là ok chưa? Thì mình sẽ... Đấy, thì các bạn nhìn thấy mình sẽ nhóm vào các group lại với nhau. Ok. Thì ở đây mình chưa chưa show cái sản phẩm ra.
Ở video sau mình sẽ tiếp tục show các sản phẩm ở đây và show các sản phẩm theo các danh mục đấy.